Cơ hội về con. Tú Dương, công việc. Một tình huống mà Tú Dương đã dứt điểm rất nhanh, tuy nhiên bóng lại không đi vào khung thành. Chú Tổ. Không được. Một tình huống chuyền bóng rất tinh tế của Quyền Sinh Tố dành cho Thắng Neva, tuy nhiên pha trả bóng cuối cùng tiền đạo bên phía của VFC lại không thể có được bàn thắng. Ít nhiều gây khó khăn với các cầu thủ HAT. Nguyễn Công. Một tình huống tương tự như tình huống Nguyễn Công đã có bàn thắng trong vòng đấu gần đây. Một hình khá cao để dồn ép bên phía HAT. Như vậy là HAT lại có bàn thắng. Người mở tỷ số lại là ca sĩ Tuấn Hồng, nó giống như trong trận đấu với đội bóng Quảng Phú Cầu. Một trận bóng đối mặt với thủ môn Long Nháy và đã không có cơ hội dành cho thủ môn bên phía HC. Một tiếng chuyền dài vẫn là một tiếng trầm cân bóng tốt hơn của cầu thủ HC, không được. Tiếp tục là Quyền Sinh Tố. Thủ môn chuyển béo đã phải rất vất vả để cản phá thủ môn vừa rồi. Được cắt. Nhả đi một, nhả đi. Nguyễn Kim. Bóng vừa đập vào cột dọc trung thành thủ môn chuyển béo. Đã có hai lần bóng chạm vào khung thành của thủ môn bên phía HAT, tuy nhiên may mắn thì chưa thuộc. Được cóc. Uchi. Trong tiếng vừa rồi thì bên phía HC đã tạo điều kiện cho anh Hiệp Cóc ghi bàn, tuy nhiên tiền vệ bên phía HAT lại bỏ lỡ. Hiệp Cóc. Thêm một tiếng dứt điểm bút chi thứ hai của HAT trong trận đấu này. Lần này dứt điểm là anh Tuấn Hưng, tuy nhiên bóng vẫn đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Long Nháy. Phần công này. Ở lần này thì cái chân trái của thủ môn chuyển béo đã cứu thua cho khung thành của HAT. Một tình huống sút bóng bằng chân trái rất nhanh của Tiến Châu Phi. Cú thổ chống trả. Như vậy là nội đã có bàn thắng dành cho đội bóng của công ty HC. Một thủ sút bóng vào góc cao và thủ môn chuyển béo đã không có cơ hội. Sau cùng thì những áp lực của đội bóng Áo Bã Chầu đã có rất hiệu quả và bây giờ thì tỷ số trận đấu là 1-0. Thành công. Đánh. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai. Một tiếng đi bán khá tốt của Khánh Mắc Cạn. Bên phía AC tiếp tục có sự thay đổi nhiều. Vào sân là Quốc Văn. Như vậy bên phía HAT cũng một tiếng sút bóng từ góc hẹp của ca sĩ Tuấn Hưng, tuy nhiên nó đã đi vào bên cạnh khung thành. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho HAT. Cảnh em vét. Trần Thi. Rất đẹp mắt. Pha ngả người vô lê rất đẳng cấp của Thi Mốc, tuy nhiên bóng này hơi cao so với khung thành của Long Nháy. Không được. Thêm một cầu nữa vừa bị bỏ lỡ của cầu thủ HAT. Pha dứt điểm rất nhanh của Tú Yến. Quảng Vũ. Hiệp Cóc. Không thể đến được vị trí cột 2 của Tú Yến.
Bên phía HC xin thay người. Bóng vừa rồi. Vẫn không vào. Thủ tướng hơi chủ quan của hậu vệ bên phía HC. Nhưng đúng dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ bên phía đội bóng công ty HC, tuy nhiên không được. Thanh Ngọc, Tuấn Chí, Đức Béo dứt điểm ra sân. Và chạm bóng trên trái quá gấp của Đức Béo. Thoáng thấy thủ môn Chuyển Béo dâng lên và Đức Béo đưa ra hướng dứt điểm ngay. Nguyễn Châu Phi thêm hướng dứt điểm trên trái rất nhanh nữa của Đức Béo. Quang Vũ tì bóc vẫn không thể chiến thắng được Long Nhảy. Trong trận đấu này hơn một lần của môn Long Nhảy đã từ chối những cơ hội 10-10 của đội bóng HAT. Hiệp Cóc, Tú Yên, Quang Vũ. Một tướng đập nhả rất tốt của các thủ áo vàng và bây giờ thì khoảng cách chỉ còn là một bàn. Tỷ số là 2-3 và đang tạm nghiêng về phía HC. Anh đứng đây làm béo quà anh.